Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, rất là hân hoan chào mừng các bác đã quay lại chương trình Chém Gió 5 phút của cửa hàng. Và câu chuyện lần này đó là có một bác khách hàng tên là bác Quang Bình. Vâng ạ, cách đây ít giờ đồng hồ có hỏi trên hội anh em chơi vang số và vang cơ thiết bị karaoke. Đó là các bác cho em hỏi Ngô Tí cặp loa này hàng gì ạ? Em cảm ơn. Đấy, các bác cùng xem. Bác hỏi đúng không ạ? Cặp loa được in JBL Portion Bosai 8 ohm 600W made in USA. Và loa tép cũng made in USA. Bát từ 19 coi 8.0, tép từ 14 coi này chắc là 5.1. Thưa các bác thân mến nhá, thì em xin được nói luôn, đôi loa này là hàng thánh gióng tại Việt Nam. Tất nhiên là không chê hàng thánh gióng, vì các cụ vẫn nói là tiền nào vải đó, đúng không ạ? Đôi loa này nếu bán với giá khoảng trên 3 triệu mọi người nhá, thì các bác mọi người vẫn mua được. Nếu mà loa mới tinh bán với giá trên 3 triệu mọi người vẫn mua được, vì tiền nào vải đó mọi người nhá. Thì đây ạ, đôi loa này thì anh em đang chào bán trên các trang hội, các group, trên YouTube, đủ các nơi. Nói là loa bãi xịn, đúng không ạ? Với giá 7,5, 8 triệu gì đó. Ok chưa? Thì các bác cùng xem nhá, anh em comment này. Vâng ạ, USA loài, đây là câu này trả lời là trả lời đẻo thôi, đúng không ạ? Nhìn sơ qua là biết hàng cửa lò hun khói rồi, đúng không ạ? Bác ra bảo nói là made in cửa lò, ok chưa? Hàng Việt Nam bạn ạ, đúng không ạ? Con dấu USA này được khắc bằng khoai lang, khắc rất tinh vi, khắc xong in ngay. Đấy, USA to thế kia cơ mà, đấy. Thưa các bác thân mến nhá, thì em làm những cái câu chuyện này đấy ạ, thì để cũng là một lời cảnh báo cho các bác, đúng không ạ? Cùng anh em khi mua hàng các bác nhé. Khi mua hàng thì chúng ta nên để ý và kiểm tra và xem xét những cửa hàng bán hàng uy tín đấy, chứ không phải là cứ thấy người ta đăng lên, đúng không ạ, mà cứ thấy made in USA to và các bác mua thì nó sẽ là cái điều thiệt thòi cho các bác, đúng không ạ? Rất thiệt thòi cho các bác nhá. Đó, nói chung là khi anh em đã hỏi ở trên các hội đấy ạ, trên các group ấy, thì mọi người cũng trả lời, đúng không ạ? Nếu mọi người biết thì mọi người đều trả lời các bạn, và tất cả gần như mọi người đều nói là hàng đẻo thôi, nhìn cái thùng là biết rồi, ở Mỹ Tho à, hun khói, đúng không ạ? Đấy, thưa các bác thân mến nhá, em xin được khẳng định luôn 100% đây là đôi loa này là hàng lắp ráp, hay nói khác là hàng thánh gióng tại Việt Nam mọi người nhá, mọi người để ý. Các bác cùng em thân mến này, em làm clip này không phải, đúng không ạ, là để nói xấu ai, không phải là để có cái mục đích là dìm hàng của ai mọi người nhá, đúng không ạ? Đây, bác hỏi công khai trên trang hội thì em thấy, đúng không ạ, thì em làm clip chém gió với các bác thôi, đúng không ạ? Cái điểm mà rất là buồn cười đấy ạ, là một số các bác không biết ạ, cứ thấy made in USA to này nào Mỹ rồi, đúng không ạ? Nhưng đây là đôi loa hun khói mọi người nhá, đây là đôi loa thánh gióng. Em cũng nói rồi, không chê hàng thánh gióng, đúng không ạ? Vì là ở Việt Nam thì có nhiều các bác điều kiện vẫn còn khó khăn lắm. Đó, thì làm những đôi loa thánh gióng lên bán cũng được, không sao cả. Nhưng mong các anh em bán hàng mà bán đôi loa này, đừng lừa người dân. Đừng lừa người dân là loa USA. Đừng lừa người dân đây là loa bãi xịn của Mỹ, mà chúng ta nói thẳng thắn đây là đôi loa hàng thánh gióng, làm giả cũ. Thôi các bác cứ bán trên 3 triệu, đúng không ạ? 4 triệu cũng được. Chứ đừng lừa người dân bán 7,5, 8 triệu, khổ thân. Khổ thân người dân không biết, làm đồng tiền vất vả lại mua phải đôi loa. Thực sự là không đến với giá tiền như vậy mọi người nhá, đúng không ạ? Và thưa các bác thân mến là liên tục em sẽ làm và những cái clip các bác nhá. Chém gió 5 phút toàn thể các bác, đúng không ạ? Liên tục luôn các bác nhá. Đó, thì các bác lưu ý này, đừng nghĩ, đúng không ạ? Đừng nghĩ là made in USA mới là to các bác nhá. Đừng nghĩ made in USA mới là to. Không cần made in USA thôi đâu các bác, chỉ cần các bác mua hàng xịn là được. Đó, nếu các bác không biết thì các bác có thể chụp ảnh cái sản phẩm lên gửi qua Zalo cho em sẽ trả lời toàn thể các bác. Không cần phải mua cửa hàng em đâu ạ, mua ở chỗ khác cũng được mọi người nhé. Nhưng em hứa là em biết, em sẽ chia sẻ. Ví dụ các bác chụp ảnh cho em cái đôi loa vừa lẫy, đúng không ạ, hỏi em đôi loa này có phải Mỹ xịn không, thì em biết là chắc chắn em sẽ trả lời đây không phải loa xịn, đúng không ạ? Tất cả mọi người đều trả lời, đúng không ạ?
hàng hun khói giả bãi cửa lò đây ạ, đúng không ạ, hàng bãi à, ấy, à bác Hoàng nói hàng bãi. JBL Made in USA hay còn gọi là sản xuất ở nước Mỹ đã bảo hun khói rồi còn không tin các cụ ạ. Vâng, các bác lưu ý nhá, đôi loa này đó. Còn em không nói gì đến hàng hun khói nó thế này thế kia mọi người ạ. Đó, bởi vì là nhiều các bác mua đôi loa này nó cũng là một ước mơ rồi đúng không ạ, các bác vẫn mua không sao cả, tiền nào vải đó. Nhưng đôi loa này các bác chỉ mua với giá khoảng 3,5 triệu thôi mọi người nhá, 3,5 triệu đồng thì mua được không sao cả, về các bác vẫn cứ hát hò, vẫn cứ nghe nhạc đó. Còn em chỉ sợ là những đôi loa này đúng không ạ, các bác mới mua với giá 7,5-8 triệu thôi đó. Ok các bác nhá. Vậy là cảm ơn các bác trong clip này. Tuy là nó cũng ngắn ngủi thôi đúng không ạ, nhưng các bác đã hiểu được đúng không ạ, và nhìn được đôi loa này thì phải biết chắc là loa cửa lò nhá. À, không phải loa cửa lò, cũng chẳng biết là chắc chắn phải cửa lò không, đấy là chỉ là anh em gọi thôi. Còn đây là chắc chắn là loa thánh gióng mọi người nhá. Còn gióng ở đâu ấy thì em có nói là gióng ở Việt Nam đúng không ạ, còn gióng ở tỉnh thành nào thì có nhiều tỉnh thành gióng đó mọi người nhá. Ok ạ. Bác chủ Quang Bình nhá, đúng không ạ, em trả lời luôn bằng video luôn, đây là loa thánh gióng, ok chưa? Vâng ạ. Và để cho các bác cùng anh em thay đổi không khí một chút thì em xin được test chất âm của một đôi loa Mỹ xịn mọi người nhá. Đây là đôi loa JBL JRX115 JRX100 đấy. Thì các bác có thể chụp ảnh đôi loa này lên các trang hỏi xem đây là loa Mỹ hay là loa Chila hay là đây là loa thánh gióng mọi người nhá. Ok. Đôi loa này có giá 14,5 triệu, loa Mỹ loài, hàng bãi xịn, sản xuất năm 1994. Các bác thân mến nhá, có những câu chuyện trên các trang các hội là em sẽ lên làm clip luôn, chém gió 5 phút với các bác. Các bác cùng tham khảo theo dõi nhá. Cảm ơn các bác. Các bác hãy like, share và chia sẻ. Xin được kính chúc các bác và toàn thể quý anh chị em sẽ mua được đúng những cái sản phẩm mà mình ưng ý, đúng giá, đúng chất lượng mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo.